Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube channel Như Thalia Cuộc Sống Canada. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ video quận tóc nam cho em trai này. Thì tóc của em trai này á, là bạn chỉ muốn là uống ở trên này thôi. Hiện tại thì tóc của bạn vẫn còn còn quăng, còn uống, nhưng mà bạn muốn quăng hơn tí nữa. Thì bây giờ mình đã xả tóc qua rồi, bây giờ mình sẽ quặn mình uống. Thì trước tiên mình phải có cái giấy này và cái rô này để mà mình quặn cái tóc. Rồi giờ mình bắt đầu mình làm thôi. Thì mình sẽ chẻ cái tóc này ra, mình chẻ chia tóc ra như thế này. Rồi mình sẽ lấy mỏng thôi như thế này. Thì tóc phải ướt ha. Thì mình sẽ cặp vô như vậy. Đó, mình cặp vô phía bên tay, mình làm phía bên tay trái thì mình sẽ cặp miếng giấy từ phía bên tay trái qua. Để khi cái cọng tóc mà phía bên tay trái, phía bên đây nó lay ờ, nó đổ xuống, nó không bị rớt ra ngoài. Mình sẽ cuộn đầu cái mí này nè, quan trọng là chỗ này mình sẽ đẩy tới mí này. Rồi mình sẽ quặn lại, thì mình vừa quặn cái tay mình phải vừa giữ cho nó hơi chặt chặt tí. Sorry I'm talking with my knees. It's okay. Mình lấy mỏng thôi, mình đừng lấy dày quá ha, tại tóc này nó cái dạng tóc của nó tốt khỏe đó, nên mình cần phải lấy vừa phải thôi. Đó, mình quặn như vậy rồi mình quặn tiếp tục. Mình quặn bên trái xong rồi mình sẽ qua bên phải, mình quặn giống y như vậy. Thì mình giấy lấy giấy lên, mình đưa qua tay phía bên tay trái của mình, rồi mình sẽ cặp vô như thế này. Mình sẽ nhóm nó lên một chút, rồi mình đặt cái gơ này vào. Đó, mình ép nó vô, mình giữ, vừa ép vừa giữ rồi mình cuộn vô. Phía bên đây mình cũng cuộn giống như vậy. Thì cái đoạn này tóc nó ngắn hơn, thì mình sẽ cho cái rô nó nhỏ hơn một chút. Thì bên tay trái mình đã cuộn xong rồi, bây giờ mình qua phía bên tay phải ha. Thì mình lấy giấy, mình từ phía bên tay phải mình túm cái tóc vô như thế này. Rồi sau đó mình kéo lên thì mình cho cái rô này vô. Mình giữ ngón tay này, mình giữ ở đây ha. Đó, mình cuộn gì. Rồi mình lấy tóc tiếp. Tóc của bạn này vừa cứng mà vừa dày nữa. Thì không có muốn tỉa mỏng. Tỉa mỏng cái tóc nó mềm đi thì nó dễ cuộn hơn. Thì mình cuộn thì mình tới đây mình canh ở phía này, bên đây ngoài thì bên đây mình cũng làm ống màu vậy luôn. Thì cái tóc uống này ấy, mình sẽ thoa cái Vaseline ở trên trán, thắt lại ở dưới này, phía sau ha. Thì cái hộp thuốc uống tóc này mình mở ra thì bên trong nó sẽ có là hai lọ, mình sẽ cho vào lọn tóc từ từ ha. Nhớ là mình cho đều, mình đừng để cho sót cái cuộn nào ha. Sau đó mình chùm bọc lại. Mình chùm bọc lại xong, mình kẹp lại như thế này cho khách chờ khoảng 20 phút rồi mình sẽ đem khách qua bên sinh mình xả tóc. Ok, you sit down like this. Okay. Thì cái tóc uống này được 20 phút rồi mình đem xả rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho thuốc dập lần thứ hai vô. Cái nước đầu là cái thuốc uống, cái nước thứ hai là cái thuốc của nó để giữ cho nó quăng lại. Bây giờ mình sẽ cho cái thuốc dập vô ha. Cái lớp này là Neutralize vô ha. Còn cái lần đầu là mình cho cái loại đó là Wavy, là thuốc uống. Mình qua phía bên đây thì dịn khăn như thế này để cho nước nó không có nhiễu xuống. Rồi mình chùm cái bọc lại, mình cho khách ngồi thêm ở đây nữa phút nữa. Đây đó. Yeah. 20 minutes more. Yeah. Thì trong lúc khách đợi thì mình cắt được một cái tóc. Thì cái khách đó không có thích lên video ha, cho nên mình không có cắt ngắn sát thôi, 12 đồng. Khách đó cho mình luôn là 20. Thì mình chờ thêm cái tóc này 5 phút nữa là mình sẽ gỡ tóc và mình sẽ gội đầu cho khách. Ok, go to the sink and then take off and then wash your hand. Thì mình đã gỡ tóc và gội đầu xong. Thì cái thì chỉ uống phía trước như vậy thôi. Tại giờ cái mop nó là như vậy ha. So I comb your hair and blow dry a little.
quăng như thế này mà kiểu này thì thích để không có khô lắm nha, chỉ sấy nhẹ nhẹ hơi hơi rồi bóp treo lên thôi là được rồi. Cái tóc này thì mình uốn lọn lớn thì nó sẽ ra cái sóng lớn nha, cái vợn của nó lớn như thế này. Bây giờ cái style, cái kiểu bây giờ là như vậy á. Do you Yeah, it's like it? You good. see Yeah, well? And anh nói đời sai. that's good. Yeah, that's You're welcome. good. Thank Yeah. Okay, I you. can back for you. Yeah, it's okay. Keep Yeah. the trend. Okay, thank you Okay. so much. Thì cái video này mình chia sẻ uốn tóc nam như vậy. Nào đang học cắt tóc á, thì cái video này là rất là thích hợp để quận cái tóc á. Thì cái tóc này là 40 đồng, khách cho mình thêm 10 đồng tiền bo nữa là 50 đồng. 50 đồng thì tính ra là cũng cỡ khoảng 850 ngàn tiền Việt Nam cả nhà. Thôi video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video ở đây. Nếu anh chị nào và các bạn nào thấy video của mình hữu ích thì nhớ bấm cho mình một nút chia sẻ, đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh để nhận được những video mới tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại trong video kỳ sau. Bye bye!